À, kính chào quý vị khán giả nha. Thì đoàn xe của dì Chức với lại Tướng Nguyễn, dì Sương, dì Sưng đồ đó, hôm nay đi Hồ Tràm thì bây giờ đã cũng tới Bà Rịa rồi. Thì bây giờ cả đoàn xe cũng ghé lại chợ Long Hải để vô bên trong mua một mớ hải sản để tối ra nhà Tướng Nguyễn nấu ăn uống cho nó tiện. Thì bây giờ mình sẽ theo cả đoàn vào bên trong để coi mọi người mua những cái món hải sản như thế nào để quý vị xem giải trí vui vẻ nha. Rồi bây giờ là đi vô bên trong lòng chợ để dì Chất nè, chị Sương nè, chị Dung nè, Tướng Nguyễn đồ mua đồ hải sản để đi ra nhà của Tướng Nguyễn để tối làm ăn nhậu đồ cái gì, để mình vô trong mình quay những cái quá trình mà mấy dì mấy chị trong này mua hải sản để quý vị xem giải trí vui vẻ nha. Đây là bên trong của chợ Long Hải nha quý vị. Đúng rồi. Thì ở đây thì nói chung ra cũng giống như mấy cái chợ khác như mọi thường thôi, nhưng mà nó chỉ khác cái là đồ hải sản nó rẻ thôi, đúng không Hân? Mày vô cá riêu hàng bông nó cũng loại bán ở lề đường, cũng giống như những cái chợ ở nơi khác thôi quý vị. Mình đi đây mua gì vậy chị Dung? Ấy à, ủa cá gì mà có 40.000 à? À ông bông tai hả? Cái đó sao nướng được? Cái đó nướng lên ăn sao nữa ba? Nướng lên nó teo lại còn chút xíu à. Ông mình thấy cái chợ này cũng vui vui nha. Cá đối này ăn cũng được nè. Cá đối này bự nè. Ủa cá này là thường là chiên trong cái bạc, nướng trong cái bạc á. Không vậy, cá đối cũng biết nữa. Chung ai thích ăn kiểu gì ăn thôi. Đó trong đây rất ngon. Không, cái chợ này thấy cũng vui. À, đi qua coi dì Chức với lại chị Cầm mua đầm bên đây đúng đó. Đâu có đâu, ra hả? Mua chưa, có mua được cái đầm nào không?
gì chưa gì chất. Tấn có chừng gớt cái điện thoại nha Tấn. Tấn. Vậy là cái này bao nhiêu tiền ký? Cái này 220 ký nha. Rồi bán luôn. Không, tôm này sống rồi, tôm này tươi rồi. Rồi coi mua được giùm em luôn. Hôm nay em mua được 3 hàng ký thôi, từ nước từ oxy từ đá nữa. Đây là có đủ loại cá luôn nha, cá giống giống cá mặt nhĩ nhiều quá vậy ta. Đúng không? Bán gì nó hấp dẫn nè. Em đang đủ là chết một hai nữa là không bán đồ dở cho người quen mà bán anh. Cái này là lấy chị 280 được. Loại lớn này là 350, còn loại nhỏ này là 250. Cái này là ngon giống sứ luôn nè, đó. 300 được không? Nếu mà mua đâu mà được 350 mà cái này tôi lại tôi bán 100 thôi. Dán nó một đâu. Ủa sao cái chân nó màu xanh vậy chị? Chân nó màu xanh, cái chân màu gì? Cái này là màu xanh. Còn cái ghẹ này là ghẹ cá gạch son. Cái này là gạch son. Ở đây là chất thì xương nên trả đây ở đây. Thôi người quen rồi, đâu có người lạ đâu mà bán đồ cần bậy. Là canh đủ mà lựa đồ ngon. Nhà quen quá mà trả nữa. Đây là lựa cho ngon của bà đây về. Rồi bây giờ chủ dựa thì nói 350 một ký thì chị Sương trả 320 thì chủ dựa bán luôn. Bây giờ là chị Sương mua 3 ký nha. Lấy gạch xanh hay lấy gạch son? Son. Son. Son.
Lựa nghe xương chứ để mà hẩm mua ớt hết trơn hết xương ơi. Này dùng biển lựa này nè bà xương, cái dùng biển đó. Biển ba bức tre đó. Biển ba động đó. Kẹo lột da ăn ngon mà. Có hai con à chứ mua ba con không có đâu. Về lột da gì? Kẹo lột da ăn ngon mà. Đây, chị Phương chỗ này.